dân tộc, đó là Tổ quốc. Họ có một cái sự phải nói là người Việt hải ngoại, một số cái người dạy em cho anh. Diễn đàn. Dạ. Một cho em nói nốt một câu, một số cái người Việt hải ngoại á ở bên nước ngoài á đang chống phá đất nước chúng ta, họ không có được tình thân và họ phải nói là họ trơ trẽn một cách là hết sức là phải nói là không có lời nào tả được. Bởi vì sao? Họ về Việt Nam hàng năm đấy anh Hoàng, họ về Việt Nam hàng năm. Nhưng mà sau khi họ về Việt Nam là bắt đầu họ ra đi, là sang đến nước ngoài họ lại lại chống đối Việt Nam. Cho thấy là họ không có đạo đức, họ không có tình thân dân tộc, nó họ không cảm nhận được cái tình thân dân tộc. Vâng, em mời anh. Đối với bọn bà chống cộng cực đoan thì chúng nó đúng là về trong nước thì chúng nó đã biết được cái sự phát triển của đất nước. Thế nhưng mà sang bên đấy thì chúng nó lại cũng có nhiều các cái lý do. Thế nhưng mà theo quan điểm thì của anh thì anh nghĩ rằng là bọn chúng thì trước sau chúng nó chỉ có thế thôi. Thế và những Chàng người bên đi giũa móng tay mới đi móng chân ấy, bây giờ này đòi là đổ cộng sản, đòi lãnh đạo đất nước Việt Nam ấy, thì chúng nó Indo. làm. Thế, lúc đầu tiên thì anh có nghe Hiếu Ngọc nói về cái chương trình ba cái đặc khu mà thì Dạ. anh hỏi một chút về cái đặc khu như thế này, về ba cái đặc khu ấy là tất cả mọi người cũng còn đang là rất là băn khoăn, rất là lo lắng trong cái vấn đề của đặc khu, nhưng mà đa số người dân thì không hiểu được cái chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước ta, bởi vì mục đích là chúng ta lôi tất cả các nước mà phải là những công ty có tầm cỡ, phải đầu tư rất nhiều tiền mới vào được cái đặc khu đó. Vậy thì sẽ những cái doanh nghiệp mà đã đầu tư vào đặc khu nó đại diện cho một cái đất nước nào đó mà được phép là đầu tư vào Việt Nam, thì như vậy là cái mục tiêu của chúng ta là gì? Mục tiêu của chúng ta là chặn được cái sự bành trướng của Trung Quốc. Bởi vì nói một cách đơn giản thế này, anh muốn đánh một ai đó thì anh cũng phải xem là bố mẹ nó ra làm sao. Nghĩa là ví dụ như một thằng giàu có thì phải vuốt mặt, cũng phải lẻ mũi, cũng phải xem là bố nó là thằng nào. Do vậy mà cái mục tiêu của ta là quốc tế hóa toàn bộ cái khu vực Biển Đông. Mà muốn quốc tế hóa được thì chúng phải xây dựng được ba cái đặc khu này, thì rất nhiều các cái cường quốc nó sẽ các cái công ty lớn nó đưa rất nhiều tiền của vào, thì buộc nó đã đầu tư tiền của vào thì không dễ gì mà các ông như thế nào hoành làm cản trở cái bước phát triển của người ta. Và cái Biển Đông đương nhiên nó sẽ trở thành cái khu vực quốc tế, và đã là khu vực quốc tế thì ông không còn cách nào để ông xâm chiếm được nữa. Đây là cái mục đích sâu xa nhất mà Đảng và nhà nước ta đang cố gắng như thế là giải quyết được. Dân tình thì không biết, bọn chống cộng cực đoan thì chúng nó ra thù để chúng nó như thế là chống đối cái việc là ba cái đặc khu kinh tế này, để như thế này chúng nó cứ đổ cho Trung Quốc thế nọ thế chai. Nhưng phải nói một điều như thế này, cái mục đích của chúng ta không phải Trung Quốc, mà Trung Quốc nó cũng không, mục đích của nó không phải là ba cái đặc khu này. Đấy là nói cái nguyên nhân sâu xa của nó không phải là như vậy. Do vậy mà đối với những đặc khu đã gọi là đặc khu thì nó phải là có nhiều cái ưu tiên, và nó là một cái nền kinh tế đặc thù, và như thế là nó phải được đầu tư vào khoa học công nghệ tiên tiến nhất và hiện đại nhất hiện nay. Và cái đặc khu đó phải là có sân bay, phải có cảng biển, phải có vận chuyển bằng đường hàng đường đường thủy, phải có vận chuyển bằng đường bộ, phải thông thương và thuận lợi. Và cái đặc thù của từng đặc khu thì cái mô hình kinh tế chúng ta xây dựng làm sao để nó phù hợp với lại từng khu vực một, để chúng ta phát triển được cái kinh tế của ba miền nó đồng đều nhau, để nâng cao cái phát triển kinh tế của cả nước. Như vậy thì chúng ta phải nói một điều này, đối với ba đặc khu này chúng ta phải nói là đó là một cái mà Đảng và nhà nước ta đã nghiên cứu rất là nhiều, mà đã thử nghiệm bằng hơn chục cái doanh nghiệp và hơn chục cái khu kinh tế.
để như thế nào, cũng giống như cái mô hình đặc khu, để chúng ta như thế nào có điều kiện để chúng ta phát triển được đất nước. Thế thì mục đích của bọn chống cộng Ba Que thì nó là nhằm mục đích gì? Thứ nhất là nó không muốn cho Việt Nam phát triển, đó là điều đương nhiên. Cái thứ hai nữa là cái mục tiêu đằng sau của bọn chống cộng Ba Que này là cả một cái thế lực lớn, cả một cái những cái nước lớn, bởi vì chúng là giàu có thì chúng đang như thế là bàn nhau để chúng nó quyết tâm để chúng nó thôn tính chúng ta ở trên lưng chúng ta một lần nữa. Bởi vì từ trước tới giờ các cái cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của chúng ta, rồi các cái công cuộc phát triển kinh tế của chúng ta đều bị như thế này, chúng nó thôn tính theo cách này bằng theo cách khác, và chúng có thể dùng cái uy tín chính trị của mình để bàn với nhau để như thế này đưa nước ta có thể là lại quay lại cái thời kỳ mà như thế này chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Bọn chống cộng cực đoan chỉ có mỗi một điều, chúng nó làm sao? Chúng muốn Việt Nam không phát triển được, chúng nó muốn dân tộc Việt Nam này như thế nào lại phải chiến đấu một lần nữa, lại phải máu đổ đầu rơi một lần nữa. Ý là một cái điều mà không ai mong muốn, mà chúng ta cực lực lên án chúng nó. Và anh em chúng ta đây cũng chỉ tuyên truyền cho tất cả mọi người, người dân, những người mà người ta đã có chưa hiểu biết một chút về, hoặc là họ chưa tìm hiểu sâu về những cái đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, thì chúng ta có trách nhiệm tuyên truyền để cho họ họ lắm được phần nào về cái công cuộc giải phóng dân tộc, về cái công cuộc phát triển kinh tế của đất nước ta, thì đó là một cái điều mà chúng ta đang cần phải như thế là phát triển lên. Thế vậy thì đối với bọn chống cộng Ba Que hiện tại bây giờ chúng nó đang quốc là nó phát động để biểu tình, phát động biểu tình, không hiểu là chúng nó như thế nào biểu tình để nhằm vào cái mục đích đằng sau của chúng nó như thế nào. Nhưng mà những người ở trong nước là rất nguy hiểm, bởi vì họ đã sống ở trong nước và họ vào hùa để như thế là cùng với này cái bọn chống cộng cực đoan để làm gây mất đoàn kết, gây cho cái công cuộc phát triển kinh tế của Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn. Bởi vì một cái đất nước bất ổn về mặt chính trị thì không bao giờ phát triển được kinh tế, mà chúng ta lại đang cố gắng bắt tay với tất cả các nước trên thế giới để làm sao để phát triển kinh tế. Chúng ta có giàu thì chúng nó mới sợ, chúng ta không giàu thì không bao giờ chúng nó sợ, mà bao giờ chúng nó đi trên đầu trên cổ chúng ta, đó là điều đương nhiên. Vậy thì chúng ta phải giàu, mà phải giàu không có nghĩa là chúng ta bằng mọi giá chúng ta làm vô đạo đức, ta như thế là bất chấp tất cả, mà chúng ta làm giàu một cách chính đáng, chúng ta phát triển kinh tế, chúng ta bắt tay cùng với này các nước phát triển kinh tế trên thế giới để làm sao chúng ta đôi bên đều có lợi và chúng ta giữ vững được cái độc lập chủ quyền của chúng ta. Đó nó mới là cái điều rất quan trọng của Đảng và Nhà nước đang xuyên suốt trong những cái thời gian gần đây. Đối với bọn chống cộng cực đoan, chúng nó đang hô hào, chúng nó đang như thế là tẩy chay về những cái dự định, cái chính sách mà như Đảng và Nhà nước ta đang ban bố, thì cái việc này là chúng nó đang điên cuồng là rất là nhiều. Và cái chuyện đó là chúng ta ai cái bài đó thì ai cũng hiểu rồi. Thế nhưng chúng ta không thể thể là chảnh mảng trong cái vấn đề này được, mà chúng ta không chủ quan cái vấn đề này được, bởi vì nếu chủ quan khinh địch thì chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, và bất thình lình là chúng ta sẽ trở tay không kịp đối với chúng nó. Cho nên tất cả mọi người, anh em, tất cả những người ở trên diễn đàn, những người đã có lòng yêu nước, những người dám lên đây để như thế là phản đối về cái luận điệu xuyên tạc của chúng, thì chúng ta cũng chia sẻ rất nhiều ở diễn đàn của Hiếu Ngọc, rồi của anh Bình Dương, thế rồi của Hà My, rồi của cô Nhiên, vân vân, một số các cái diễn đàn, rồi của bên anh em bên Việt Vision, để như thế là chúng ta làm sao chia sẻ thật nhiều cho bà con, để bà con có thể có thời gian có thể xem ở trên mạng và chúng ta hiểu được một phần nào về tình hình phát triển của đất nước, về các cái nghị quyết, về đường lối chính sách của Đảng, về như thế là các cái luật pháp mà chúng ta mới ban hành. Ví dụ như là rất nhiều người comment ở dưới trong cái diễn đàn của Tân Thái, anh thấy là nó còn xui như thế là một cách rất là ngu ngốc, đó là nó xui nhân dân
ở Việt Nam những người bất đồng chính kiến, những người như thế là dân chủ quậy là hô hào không cho con đi học, đó là một cái điều rất tàn nhẫn và nhất rất là khốn nạn. Đó là một cái điều mà truyền thống của nhân dân ta là truyền thống của những người hiếu học. Bà con chúng ta, những người dân ai cũng dù đói dù khổ thì cũng vẫn cho con đi học. Đây chúng nó lại xui như thế nào mọi người đừng cho con đi học. Đó là một cái điều làm lạ, làm ngược lại cái lợi ích của nhân dân ta mà mọi người không nhìn ra. À, chúng xúi dục nào là biểu tình, nào là dùng bom xăng, nào là dùng cắt điện, rồi nào là như thế là chặn đường quốc lộ. Thế rồi là xui con người ta là không đi học. Mà tôi thông báo với mọi người rằng là nhà nước ta đã có một cái chính sách rất mới, đó là gì? Đã như thế là miễn học phí cho tất cả từ cấp mẫu giáo cho đến hết cấp phổ thông trung học đối với các trường công lập là không phải đóng học phí. Đấy, thế vậy thì cũng giống như các nước khác mà hiện tại kể cả Mỹ bây giờ cũng chỉ đến mức độ thế thôi. Thế còn đối với các trường tư thục thì người ta bỏ tiền ra, người ta xây dựng trường, người ta tìm thầy giỏi về để người ta đào tạo với lại các cái thế hệ học sinh làm sao nó phát triển được. Thì những người có tiền thì đưa con vào đó học, và như là đương nhiên là chúng ta phải đóng học phí. Đó là cái việc đương nhiên là trong cái công cuộc giáo dục mà chúng ta đang dần dần rất là đổi mới. Cái thứ hai là chúng dùng các cái biện pháp, đó là gì? Chúng sử dụng cái quyền của công dân. Quyền của công dân thì chúng nó cứ làm bố như là bố người ta. Như thế là cái gì cũng hạch sách, cái gì cũng đòi, cái gì cũng như thế là bắt đảng, giống như là một cái người người làm công, người nô lệ. Đảng chỉ làm công là người làm công thôi. Như vậy là chúng nó sẵn sàng, chúng nó trả đạp, chúng nó sẵn sàng dùng cái quyền. Chúng nó chẳng hiểu gì về cái quyền của người công dân. Đã gọi là nhìn dân chủ, nó phải đi với kỷ cương. Mà kỷ cương, trong kỷ cương nó phải có dân chủ. Và như thế này, chúng ta đồng ý là chúng ta, đất nước ta có dân chủ nhưng chưa có kỷ cương. Do vậy mà chúng ta quá thừa dân chủ, cho nên người ta hiểu lầm một cách là ngu muội. Đó là gì? Họ cứ nghĩ rằng là ta có quyền tất cả và cái gì ta cũng có thể làm được và cái gì như thế là ta cũng có thể hành sách được. Cái cho do nên trong cái thời gian gần đây mọi người đều nghĩ xem tất cả mọi người đều cái gì cũng, nhất là cái bọn bất đồng chính kiến và cái bọn dân chủ quậy ở trong nước, cái gì cũng đòi đảng. Và có khi thậm chí này, xin lỗi tất cả mọi người, có khi đi ỉa rồi chúng nó cũng không được, rồi chúng nó cũng đổ cho đảng. Cho nên là tất cả mọi người phải nên hiểu rằng là cái nhân quyền không phải là nó còn phụ thuộc vào cái trình độ hiểu biết, cái nhận thức xã hội của người dân và sự phát triển của đất nước, thì cái nhân quyền đó được đi được nhân lên và cái sự hiểu biết của người ta dần dần sẽ được như thế là nâng lên, thì cái nhân quyền đó sẽ có hiệu quả rất là lớn. Ví dụ như đất nước Mỹ chẳng hạn, người ta có sự phát triển đến hơn 200 năm nay thì tất cả cái sự hiểu biết về mặt xã hội, cái hạ tầng cơ sở và cái điều kiện mà phúc lợi xã hội của họ rất lớn, cho nên là cái nhân quyền của họ tốt là đúng thôi, nhưng nó chỉ phù hợp với nước Mỹ chứ không thể như thế là mang cái nhân quyền của nước Mỹ về Việt Nam được, bởi vì bản chất của con người Việt Nam không phải là còn cái máy nào có mỗi cái máy này Nguyễn Trì. Đấy, do vậy mà tôi nói với mọi người rằng nhất là những người mà có một sự hiểu biết, không nên là chúng ta lên đây để comment linh tinh và cũng không nên như thế là văng tục văng bậy và như thế là chửi rủa rồi là bôi bác các thứ, rồi xuyên tạc cái nhà nước, đảng và nhà nước ta. Đó là một cái điều không nên. Và rất là nhiều người ở dưới diễn đàn, những người như thế là tự nhiên comment vào một cái, xong chưa comment đã chửi rồi, đã rủa rồi, đã kêu là như thế này rồi. Đấy, thì đến bây giờ một cái đất phát triển mới 20 năm nay, chúng ta phải thừa công nhận với nhau là như vậy cơ mà, đúng không? Tuy rằng 43 năm nay chúng ta giải phóng đất nước thật, nhưng mà trong 20 năm đầu chúng ta phải gặp vô cùng khó khăn. Thứ nhất là Mỹ cấm vận, thứ hai là chúng ta phải trải qua 2 cuộc chiến tranh, đó là chiến tranh chống ở Campuchia để giải phóng đất nước Campuchia và một cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc chống Trung Quốc. Như vậy chúng ta mất 20 năm và chúng ta đang luẩn quẩn trong cái vấn đề phát triển kinh tế. Và đến nay
Đảng và nhà nước ta đã nhận ra được cái thành quả đó, và chúng ta đã nhận ra cái sai lầm của chúng ta để phát triển kinh tế theo không theo mô hình là nhà nước làm chủ nữa, và như thế là mô hình quốc doanh nữa, và tất cả chúng ta đã chuyển hướng theo phát triển theo nền kinh tế thị trường, và như thế là cổ phần hóa tất cả các doanh nghiệp nhà nước. Mà đã cổ phần hóa tất cả các doanh nghiệp nhà nước thì đương nhiên cái tham nhũng nó sẽ giảm xuống, đó là điều đương nhiên. Các bạn phải biết rằng là trước đây nhà nước chi phối toàn bộ thì sinh ra cái cơ chế xin cho, và cơ chế xin cho thì sinh ra tham nhũng, đó là điều đương nhiên, và tham nhũng nó đầy rẫy luôn. Và tất cả 15 chúng ta loay hoay đó thì cái tham nhũng nó kéo bè kéo cánh tất cả chúng, mà nhân dân ta, đất nước ta, đảng ta đang ra như thế là bắt những con sâu đó để như thế là chúng ta sẽ đả phá, và chúng ta sẽ quyết tâm để như thế là tẩy chay cái việc tham nhũng. Và tôi tin rằng đường lối của đảng, nếu như chúng ta cổ phần hóa toàn bộ các cái doanh nghiệp nhà nước, không còn cái sự chỉ đạo của nhà nước nữa, mà do công nghiệp cổ phần hóa nó phát triển lên, thì tôi tin rằng là cái tham nhũng nó sẽ dần dần giảm xuống. Do vậy mà mọi người phải tin tưởng vào đường lối của đảng, phải tin tưởng vào cái đường lối phát triển của đất nước. Chúng ta như thế là người dân, chúng ta phải có trách nhiệm với đất nước, chứ chúng ta không ở đây để ngồi để chúng ta kêu, chúng ta rên rỉ là phải về nhà nước như thế là phải cho ta cái này, phải cho ta cái kia, phải như thế là cung cấp cho ta nào là đường, nào điện, nào trường, nào trạm, rồi có con cái ta học hành cho ta như thế nào, phải có xe, nhà hơi, nhà lầu, có cái chúng tôi chỉ xin nói với mọi người một điều, chúng ta phải bỏ công sức ra, chúng bỏ mồ hôi nước mắt ra, chúng ta mới có một cái thành quả lao động tốt, và phải mới có như thế là cuộc sống tốt đẹp, và gia đình chúng ta mới phát triển được kinh tế. Mà mỗi một gia đình phát triển được kinh tế thì đó là một hạt nhân trong một cái đất nước mà phát triển, và đương nhiên lúc đó đất nước sẽ phát triển, và lúc đó điều kiện kinh tế của chính phủ, của nhà nước ta mới quay lại có một cái nguồn phúc lợi xã hội rất là lớn để chúng ta quay lại để xây dựng cơ sở hạ tầng, để như thế là chăm lo cho nhân dân. Đó là cái điều đương nhiên. Mục đích của đảng là gì? Là làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Đó là một cái bước đi rất dài. Nhưng cái trước mắt chúng ta làm gì? Chúng ta phải phát triển kinh tế. Đó là cái điều đương nhiên. Đấy. Nếu chúng ta không phát triển kinh tế, tôi nói bên đơn giản thôi. Các bạn, nếu như các bạn đi ra bên ngoài, các bạn trông một người mà các bạn trông những người nghèo, mặc dù các bạn không có cái ý kiến miệt thị họ, nhưng mà các bạn nghĩ rằng là cái lúc nào trong đầu cũng phải nghĩ rằng cái anh này, một là người lao động, hai là như thế là anh ta không làm được gì, cho nên anh ta chỉ là người ăn bám của xã hội. Đối với một đất nước, tôi nói rằng nếu chúng ta nghèo thì chúng ta mãi mãi bị chúng nó đè đầu cưỡi cổ, mãi mãi bị Trung Quốc như thế là nó xâm chiếm, và tất cả những thế lực trên thế giới nó không bao giờ nó coi Việt Nam là cái gì. Tại sao tất cả các nước trên thế giới, hàng trăm nước, nó phải kính nể, nó phải như thế là tôn trọng và công nhận Việt Nam là một đất nước có chủ quyền, và như thế được Đảng Cộng sản lãnh đạo rất là đang đi đúng hướng. Tại sao chúng ta không nghĩ cái tốt cho đất nước? Tại sao chúng ta không nghĩ những cái mặt mạnh mà công lao bao mấy chục năm qua Đảng và nhà nước ta đang cố gắng từng bước dần dần để vực dậy cái nền kinh tế? Tại sao chúng ta không ấy, mà chúng ta chỉ nhằm vào những cái yếu kém, những cái mà chúng ta chưa xảy, những cái sai mà chúng ta chưa khắc phục được? Và cái đó là cái đương nhiên, bởi vì một cái đất nước mới phát triển không sao tránh khỏi được những điều đó cơ mà. Tại sao chúng ta không nhìn cái mặt mạnh để như thế là cái nó là một cái gì, nó là một cái niềm tin để chúng ta phấn đấu, để chúng ta tiếp bước, để chúng ta cùng với nhảy đảng và nhà nước để chúng ta tiếp bước? Tại sao chúng ta lại cứ nhìn vào cái mặt xấu? Để một vài vụ dân oan, một vài mà tôi cho rằng là 99% là dân oan, chỉ có 1% dân tham, chỉ có 1% là dân oan. Tôi xin lỗi tất cả mọi người, 99% là dân tham lam, còn 1% đó là dân oan. Cái dân oan, tôi dám khẳng định một điều là có, không phải là không có, nhưng bởi vì chủ trương đường lối của đảng không phải làm cho dân oan, mà vì do những cái cấp dưới, những cái chính quyền địa phương họ giải quyết chưa thấu đáo,
họ như thế là có những cái lợi ích của riêng họ, làm cho như thế là nhân dân ta có nhiều nơi là rất bức xúc. Đấy. Nhưng chúng ta, cái lực lượng tuyên truyền của chúng ta là còn quá yếu, cho nên người dân người ta chưa hiểu được. Mà người ta chưa hiểu được thì người ta phải phản đối, mà người ta phản ứng, đó là lẽ đương nhiên. Đó là cái trách nhiệm của Đảng, nhà nước, chúng ta phải tuyên truyền đến từng người dân để làm sao mà người dân hiểu được cái đường lối chính sách của Đảng, thì lúc đó chúng ta mới phát triển được kinh tế, đúng không? Đấy, cho nên anh nói là trong trong cái công cuộc phát triển của chúng ta đối với đất nước và cũng đối với lại quốc tế, chúng ta đang từng bước, bởi vì chúng ta không bắt, không mượn nước này đánh nước kia, và chúng ta bắt tay với tất cả các thế giới cơ mà. Chúng ta không cho phép ai như thế là lợi dụng chúng ta để như thế là làm cái bàn đảo để tấn công nước khác. Do vậy mà đó là chính sách 3-0 của Đảng. Chúng ta không chỉ có một cái điều, tức là chúng ta bắt tay với tất cả các nước trên thế giới, kể cả là kẻ thù chúng ta cũng bắt tay hết. Và chúng ta làm gì? Để chúng ta phát triển kinh tế. Và đương nhiên đã làm ăn kinh tế thì đôi bên đều có lợi, thì thằng nào nó cũng thích và nó cũng nhảy vào. Bản thân ông Donald Trump, tại sao như thế là ông ấy sang, là người đầu tiên ông ấy sang bên ở Đông Nam Á, ông ấy sang bên Việt Nam, ông phải nói một điều rằng ông ấy đã công nhận là Việt Nam là một đất nước có chủ quyền. Ông ấy phải thốt lên một câu rằng đó là cái tỷ lệ phát triển của Việt Nam hiện nay là đang nhanh nhất thế giới, đấy, ổn định nhất thế giới, đấy, là một cái đất nước đang ở cả thế giới đang đứng trong top 10 của những cái nước đáng như thế là được sống và hạnh phúc. Thế vậy các vị còn đòi cái gì? Mọi người còn đòi cái gì? Người dân ở trong nước, chúng ta thử hỏi rằng chúng ta còn đòi cái gì? Cuộc sống của chúng ta như thế này, với cái điều kiện phát triển mới 20 năm như thế này, chúng ta đã là quá tốt rồi. Thế chúng ta còn đòi hỏi gì nữa? Chúng ta còn đòi hỏi Đảng và nhà nước phải cho ta cái gì? Mọi người cứ bảo là như thế là thuế của dân đóng để như thế là cho chỗ này chỗ kia thất thoát tài sản của nhà nước là do thuế của dân. Tôi đồng ý cái việc như vậy. Nhưng cái gì cũng có cái sai lầm của nó. Và chúng ta phải biết rằng chúng ta phải nhìn nhận được cái sai lầm đó để chúng ta phát triển, để chúng ta phấn đấu. Chứ không phải là chúng ta nhìn cái sai lầm đó để chúng ta vui dập, để chúng ta thoá mạ, để chúng ta như thế là coi thường. Đấy, đó là một cái điều cực kỳ sai lầm. Đấy, đối với này mọi người là như vậy. Cho nên là tôi cũng yêu cầu mọi người là lên trên diễn đàn, chúng ta hãy cùng nhau bắt tay, chúng ta cùng nhau để nhà nước và nhân dân trong cái phong trào bảo vệ y tế, an ninh trật tự của xã hội, chúng ta hãy cùng nhau để tẩy chay và quyết tâm chống phá lại các cái luận điệu xuyên tạc của bọn chống cộng ở nước ngoài. Chúng đang ngày đêm chúng nó xâm nhập, chúng nó như thế nào lôi kéo móc mối với những cái thành phần dân chủ quậy và những người bất đồng chính kiến ở trong nước để chúng nó tha hóa, chúng nó làm mất lòng tin giữa nhân dân đối với Đảng, chúng nó kéo lùi cái công cuộc phát triển kinh tế của đất nước ta. Đó là cái mục tiêu của chúng, để chúng dẫn tới cái mục tiêu của chúng, đó là cái lật đổ Đảng Cộng sản và làm cho một cái cuộc binh biến bằng diễn biến hòa bình. Của chúng ta, đó là một cái điều mà chúng ta không bao giờ mong muốn. Tôi tin rằng tất cả 90 triệu dân chúng ta không ai mong muốn đất nước lại có chiến tranh một lần nữa, không ai muốn gia đình chúng ta lại có những người phải ra đi đánh nhau và lại có những người phải hy sinh, phải đổ máu nữa. Bởi vì chúng ta đã trải qua hàng nghìn năm chiến tranh, chúng ta đã khổ cực quá nhiều. Bây giờ chúng ta được có một thời gian rất ngắn để chúng ta phục hồi và phát triển kinh tế. Chúng ta hãy giữ lấy nó. Những cái gì, cái điều hạnh phúc của bản thân, của gia đình, của xã hội, của chúng ta, ta phải giữ lấy. Đừng để cho bọn chống cộng ở nước ngoài chúng xuyên tạc, để chúng bóp méo, để rồi chúng nghe theo chúng nó, để rồi xuống đường để vi phạm pháp luật. Đó là một điều cực kỳ không nên. Đấy, tôi nói với mọi người như thế. Thế thì chương trình hôm nay cũng là cái lâu lắm rồi không thấy Hiếu Ngọc lên. Thế hôm nay là thấy Hiếu Ngọc lên là rất là vui, đó là chúng ta lại thêm một người nữa
để như thế này chống lại cái chuyên cái công cuộc mà chúng đang tuyên truyền chống phá vào đất nước Việt Nam. Anh rất là mong Hiếu Ngọc hãy thường xuyên lên diễn đàn và cùng nhau như thế này anh em mình để có những cái tranh luận và có những cái giải thích để cho những người người ta còn chưa được hiểu biết, người ta còn chưa tiếp cận được với này cái chính sách đường lối của Đảng để người ta có hiểu được phần nào. Bởi vì anh em mình thì tất nhiên là cũng là người dân thôi, nhưng mà chúng ta còn có một chút là chúng ta tìm hiểu được kỹ càng hơn. Và như thế là mặc dù là nó chưa được đầy đủ, nó chưa được chuẩn xác, nhưng mà ít nhiều là cái ý chính là chúng ta có thể truyền tải được đối với mọi người. Thế thì anh cũng nên trao đổi với em một vài cái ý của anh như vậy. Thế thì mong mọi người hãy cùng cô Hiếu Ngọc, cùng với lại anh em, những người mà dám lên trên cộng đồng mạng để tuyên truyền với tất cả nhân dân, thì mong mọi người hãy cùng phát huy. Xin chào Hiếu Ngọc nha. Anh lại phải chúng anh xem đây nha. Anh mê đá bóng lắm. Chào Hiếu Ngọc nha. Chào tất